Đây gọi là đầu gì nhỉ? Bạn nhỉ? À? Gọi là đầu gì nhỉ? Dạ dạ. Đây đầu gọi gì? Đầu Hàn Quốc. Đầu này đầu Hàn Quốc. Sun. Sun ma sao chứ nhỉ? Sun Hàn Quốc. Cắt kiểu gì? Bóp. Đây là bóp à? Bóp. Bóp. Vâng. Bóp. Tôi lại là sun bóp. Đi vòng đi. Đứng lên cậu. Thôi không được chưa? Lên sàn kết thúc đi. Rồi xong rồi. Bố ơi, đến hôm con cũng làm một cái nữa này. Nếu mà em mà tôi